Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube TLP Education. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cái bơm ly tâm, hay tiếng Anh là centrifugal pump. Bơm ly tâm này được dùng rất nhiều trong ngành công nghiệp và đối với các bạn là học bên kỹ thuật thì về học về nó rất nhiều. Như trường Bách Khoa thì có môn gọi là môn hóa công ấy. Thì các bạn phải học về nó, học về nguyên lý, về lý thuyết của nó, về cấu tạo của bơm. Thì cũng như các bạn thôi, ngày xưa mình học thì thật ra mình cũng chỉ biết được cái bơm ly tâm là cái bơm nước ở nhà, thì còn trong công nghiệp thực tế thì mình cũng 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 không biết được là nó như thế nào cả. Thì đấy là nhiều khi học cũng chỉ nắm được như vậy, không 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 hiểu kỹ hơn về nó. Ra thực tế thì khi đi vào đi thực tập thì mình cũng 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 không cũng chỉ nhìn qua thế thôi, nhìn qua sơ qua thì cũng cũng không thể hiểu sâu được về nó hơn. Thế này mình muốn làm cái clip này để giới thiệu qua về cái bơm ly tâm trong thực tế nó như thế nào, trong nhà máy hóa chất để nó như thế nào đấy, để cho các bạn có cái hình dung cụ thể hơn về nó, thì khi mình học vào thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đầu tiên mình cũng giới thiệu qua về cái định nghĩa về cái bơm ly tâm gì không. Thì thật ra bơm ly tâm thì nó đã thể hiện lên tất cả rồi. Là ly tâm thì nó dùng lực ly tâm thì nó đẩy cái chất lỏng, hút chất lỏng vào và đẩy nó lên ở cái áp cao hơn. Thì định nghĩa của nó là loại máy thủy lực cánh dẫn, và nhờ cái bánh công tác cơ năng của máy chuyển sang năng lượng thủy động của dòng ra. Đấy. Thì cái này trong sách thì các bạn học này thì mình cũng chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Thì nguyên lý hoạt động của bơm. Nguyên lý hoạt động của bơm thì đầu tiên ấy, khi mà để cho bơm này hoạt động thì các bạn phải có quá trình mồi bơm hay quá trình priming. Tiếng Anh là priming ấy. Để đưa chất lỏng vào trong, nó chiếm đầy cánh bánh công tác của bơm trước. Và thứ hai nữa là phải xả hết cái e có bên trong bơm. Bởi vì các bạn biết đấy, khi mà nén mà trong lòng chất lỏng mà nó luôn có cái e thì nó sẽ không thể nén được, không thể nén được chất lỏng ấy, không thể tăng áp được. Và dẫn đến hiện tượng là hiện tượng xâm thực, hay là cavitation ấy, tiếng Anh là nó cavitation ấy, xâm thực. Thì dẫn đến là hư hỏng bơm. Đấy, sau khi mà quá trình mồi bơm priming xong rồi thì khi bơm hoạt động thì chất lỏng, hạt chất lỏng sẽ bị đẩy ra phía được cánh bánh công tác. Nó sẽ dùng bằng lực ly tâm nó đẩy ra phía đường vỏ bơm đầu cánh ấy, và sẽ đưa đến cái vùng cửa xả với một cái áp suất cao hơn. Còn ở cái vùng trong đồng thời đấy thì cái chỗ 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 phía đường cửa hút của bơm nó sẽ tạo một cái áp chất chân không, và do vậy thì chất lỏng luôn luôn được hút ra, được hút vào và đẩy ra mà sẽ tạo thành cái dòng liên tục. Đấy, nói sơ qua vậy thôi, chứ còn thật ra là cái này thì các bạn đã được học ở trong sách rồi, đọc kỹ trong sách rồi sẽ hiểu rõ hơn về nó. Hiểu mình chỉ nói qua thôi, còn mình cũng nói qua về cái câu cấu tạo một chút. Cấu tạo thì cấu tạo của cái bơm ấy thì bao giờ nó cũng phải có, thứ nhất là cái vỏ bơm này, cửa đẩy cửa hút này, cái bánh công tác này. Rồi đấy là những cái cơ bản. Để bánh công tác hoạt động được thì nó phải có cái trục kết nối giữa bơm và cái bộ phận dẫn động quay ấy. Người ta có thể dùng motor hoặc là dùng tua bin để quay cái đấy. Thì sau này mình sẽ giới thiệu, hôm nay mình chỉ nói qua cái motor thiết bị motor thôi. Bữa sau mình sẽ làm cho các bạn một clip về cái tua bin dẫn động cái bơm ly tâm này. Rồi cái trục thì để mà trục mà quay được thì nó sẽ phải có các ổ bi, ổ đỡ ấy. Thì người ta hay gọi là bearing. À, để làm cho bearing ấy nó quay được thì nó phải có cái dầu bôi trơn. Và
để cho chất lỏng nó không bị rò rỉ ra bên ngoài thì phải có bộ phận siêu. Đây, siêu. Đấy. Rồi, nó cũng sơ qua về cấu tạo thôi. Đấy, đây là cái thực tế, một cái bơm thực tế là nó là bao gồm là thứ nhất là cái motor kết nối này, cái bơm này. Đấy, nên kết nối giữa bơm và ấy là nó sẽ có cái trục này. Trục này. Trong bơm này có bánh công tắc. Rồi. Về cái loại bánh công tắc thì mình nói sơ qua chút về cái bánh công tắc, người ta gọi impeller. Bánh công tắc này thì có 3 loại, là có loại bánh công tắc dạng hở này, bánh công tắc dạng nửa hở này, và bánh công tắc dạng nửa đóng. Thì bánh công tắc dạng hở thì các bạn thấy rất nhiều là ở các bơm ly tâm, bơm bơm nước ở nhà mình ấy nhiều. Còn trong công nghiệp thì người ta chủ yếu dùng cái loại bánh công tắc dạng nửa hở hoặc là loại nửa đóng nhé. Thì loại này nó mới chỉ dùng được để đẩy lượng chất lỏng lớn và áp suất cao hơn. Còn như trong nhà mình thì dùng cái loại bình thường vậy. Ok. Đây, đây là một cái hình ảnh nó bơm ly tâm trong thực tế. Đấy, trong thực tế thì nó lắp đặt như vậy. Các bạn nhìn qua là cũng thấy rồi đúng không? Motor này. Đấy, motor này. Bơm này. Đấy. Được chưa? Rồi. Vậy thì bơm này nó như thế nào? Đó, sẽ phải có đầu hút. Đầu hút này thì tiếng Anh người ta gọi là suction đấy. Thì trong công nghiệp thì đa số là những cái chỗ đầu hút này là thông thường là nó cũng đã có áp rồi các bạn nhé. Áp có thể 1, 2, 3 hoặc là nhiều hơn. Ở cửa đầu hút thì luôn luôn có một cái van. Họ luôn có block van. Đây. Và có cái pressure gauge. Là cái PG đấy, cái đồng hồ đo ấy, đồng hồ đo áp đấy. Pressure đồng hồ đo áp nhé. Rồi sau khi qua đường này thì nó sẽ vào trong thân bơm, vào trong thân bơm, và trong thân bơm xong bắt đầu đi ra đầu đầy của bơm. Rồi đầu đầy của bơm thì phía đường đầu đầy của bơm thì sẽ có cái van gọi là check van nhé, hay là van một chiều ấy, hay là van một chiều ấy, để đảm bảo an toàn cho bơm. Thì nếu trong quá trình dừng bơm hoặc là thế nào đấy dội chất lỏng về ở áp cao chẳng hạn, nó sẽ gây gãy gãy bơm, thì họ phải có cái check van này. Và cũng có một block van, đây là van một chiều, à quên, là van block, van cổng, để khi mà các bạn dừng bơm thì các bạn cô lập lại. Đấy. Và phía đường đầu đẩy của bơm thì họ luôn luôn thiết kế một cái đường ven đây này. Ven này nó nằm ở cái vị trí cao nhất các bạn nhé. Vị trí cao nhất của bơm. Đường cao hơn cái chỗ thân bơm thôi, chứ cũng không phải là đây đây đây. Ở đây mà bạn nhìn rõ hơn. Cao hơn ở thân bơm đấy nhé. Cao hơn ở cái thân bơm so với thân bơm này thôi nhé, chứ không 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 nhất thiết là cứ phải cao hẳn lên trên đỉnh đâu nhé. Đấy. Cái ven này có tác dụng là gì? Tại mình nói đấy, trong quá trình mồi bơm ấy, priming, mình phải xả ven, xả e ở trong bơm này ra để chất lỏng điền đầy hết bơm để tránh hiện tượng xâm thực cavitation. Hoặc là đối với những cái bơm nào mà bơm những chất lỏng có nhiệt độ cao chẳng hạn ấy, thì nó cũng sẽ có dễ bay hơi chẳng hạn, thì người ta thỉnh thoảng người ta sẽ xả ven này đi. Đây, đây là cái đồng hồ đo áp PG, pressure gauge. Thì đây là cổ đầu đít chặt. Ở đầu suction cũng có một cái này mình nói rồi. Đây là cổ đầu đít chặt. Thì họ dùng cái đồng hồ đo này để họ kiểm tra được cái hoạt động của bơm nó như thế nào. Rồi, đây là cái motor. Motor để làm để quay bơm đấy. Thì motor này kết nối với bơm bằng cái người ta gọi là coupling, và cái trục ấy, sáp ấy. À, chỗ này là cái chỗ khớp nối giữa hai bên. Đấy. Thì để mà vận hành cái motor này thì họ sẽ thiết kế một cái gọi là local control panel, hay là cái điều khiển
thiết bị ngay tại công trường ấy. Thì trong cái này thì nó sẽ có cái trên này là nút để mà mình có thể chuyển được quá trình là vận hành ở dưới công trường hoặc là vận hành ở trên phòng điều khiển nhé. Là nút start stop này. Và đây họ sẽ có hiện cái dòng cái dòng điện mà bơm này sử dụng bao nhiêu. Đấy. Tiếp theo là trong thực tế thì bơm này là dùng trong công nghiệp nên là bơm các loại hóa chất hoặc là những cái loại nước có nhiệt độ cao. Thì người ta sẽ có bộ phận này gọi là bộ phận siêu. Siêu này để cho cái chất lỏng ở trong bơm nó không được rò rỉ ra ngoài. Nói chung thì siêu đây. Đấy. Thế thôi, về cơ bản thì cái bơm ly tâm là thực tế vậy. Cũng giống như các bạn học bình thường thôi nhưng mà nó có cấu tạo nó cao hơn, to hơn và có thêm những cái thiết bị gọi là thiết bị instrument đấy. Để mình lấy là ví dụ như là PG chẳng hạn hay là ven này. Thông thường ở các bạn mới bơm nước ở nhà thì cũng chẳng cần cái ven này nhưng mà thực tế trong công nghiệp là người ta phải dùng cái ven này đấy. Thì là ven bơm à đây ở trong cái thân bơm này thì mình bạn thấy chỗ bên khoanh tròn đấy là có cái gọi là cái oiler hay là cái đấy là dầu bôi trơn đấy. Lúc đầu mình nói mình có dùng dầu bôi trơn thì bôi trơn trục ổ đỡ sát. Đây rồi mình sẽ cho các bạn xem về cái clip của cái bơm hoạt động thực tế nó thế nào nhé. Đây, đây là cái bơm trong thực tế. Đây, 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 mình lấy lại. Đây, đây là đầu suction, van suction. Đây là cái container, cái bộ lọc trước khi đưa vào bơm ấy, để loại bỏ những cái tạp chất PG, petrol gây, đây suction. Đây, đây là thân bơm. Bơm này các bạn thấy có cái oiler. Đây, đầu đít chạc có PG. Đây là cái van một chiều và block van. Đấy. À, đây là cái chỗ kết nối giữa motor và bơm. Vì motor đây. Đấy, rất là to. Dùng dòng rất là lớn. Đây, đây là cái local control panel LCP ạ. Đấy, đây chỗ kết nối của bơm. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về cái bơm bơm ly tâm. Thì các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè các bạn cùng xem nhé. Và hãy like cái kênh của mình để nhận được những cái chia sẻ mới hơn, update thông tin hơn. Và có gì các bạn cứ comment vào đấy, mình thấy mình sẽ trả lời. Hoặc là nếu các bạn có nhu cầu về làm một thiết bị nào đấy mà mình ấy thì mình sẽ làm giới thiệu cho các bạn xem. Ok, xin chào các bạn nhé.